lên u một con rắn rồi. Xem nào, được nhiều không nào? Nóng một bầu nữa. Toàn là nồng nọc thôi các bác ạ. Mấy con cá suối này ăn no nó lại đi chỗ khác mất rồi. Đây này, anh em mình đang bắt cái loại cá suối này hôm nay để làm cái món cá nhảy mọi người ạ. Này, mấy con này thì thả thôi nhỉ, mấy con nồng nọc này thả thôi. Mọi người có lấy nồng nọc không? Hôm nào mình có thời gian lại thử ăn cái nồng nọc nhảy các bác nhá. À, mừng đang chế biến gia vị mọi người này. Còn cá anh em bắt từ lúc trưa đến giờ thì được đấy này. Đi làm cái món cá suối nhảy mọi người ạ. Đây này, các bác xem này. Đây mà tầm 50 con đấy. Nhưng mà có một số con là chết mất nhá. Một tiểu thì mình ăn thì ăn cái con sống thôi. À, mừng đang chế biến gia vị. Các loại rau thơm các bác này. Rau thơm với hoa chuối rừng hai anh em mình vừa đi lấy về. Ớt này, mắc khén chanh này, cả nước măng chua nữa mọi người ạ. Mình cũng xem một số cái video trên mạng mà ăn cá nhảy Tây Bắc ấy. Thì hôm nay anh em mình thực hiện cái món cá suối nhảy mọi người ạ. Không phải cá chết nhảy đâu nhá. Mấy anh em mình chưa ăn bao giờ. Hôm nay có ba anh em đi này, mừng còi với anh em nữa. Bắt cá ngay đây luôn mọi người ạ. Đây nước măng chua mọi người này. Kia là rượu nhá. Lấy ít rượu đi uống cho đỡ tanh. Cái này là hoa quả sơn nhá. Mình xem một số video trên mạng thì thấy cái cá nhảy của các bác to lắm. Toàn là ăn cá chép và cá rô mọi người ạ. Mấy cái loại cá đấy toàn pịa thôi, còn cá papan này, cá suối này như không cứt không có mọi người này. Mình lấy một con lên cho các bác xem nhá. Đây này. Hầu như không có cứt luôn mọi người ạ. Toàn trứng thôi. Cái con này bắt từ lúc sáng thì nó chết rồi. Còn mấy con bắt lúc chiều nó còn sống này. Ý, cá nhảy. Bây giờ anh em mình chế biến để thưởng thức thôi. Úi dồi. Chưa ăn là người là nhảy rồi các bác ạ. Bốc muối đưa đi ăn đi. Mấy con cá này mình cũng ngâm qua muối rồi mọi người nhá. Cứ ngâm qua muối cho an toàn. Cả hoa chuối này. Hoa chuối đúng hoa chuối rừng hoặc cá sơn đấy. Cái hoa chuối thì ở trên bãi trên này các bác ạ. Nhiều lắm. Toàn chuối rừng chuối chín thôi. Ông bóc thế là tí là mặn đấy không mừng à. Bóc cái chứa đi chứ. Bóc cái trắng ra đi chứ. Không thấy không? Ừ. Cái địa điểm anh em mình thực hiện cái clip này là ở Thác Mù các bác nhá. Thác Thiên Thủy ấy. Nằm ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ấy. Ở cái vùng nước này thì mình làm một số clip rồi. Cá suối nồng nọc này đấy. Mấy clip mình khám phá Thác Thiên Thủy thì mình có bắt cá ở mấy cái vùng nước này. Đây mấy cái vùng này các bác. Đây vùng sau mình đây. Rất nhiều cá luôn, mình bắt rồi mà không hết mọi người ạ. Ớt này. Ớt này. Đấy. Còn cái này là rau thối. Rau thối, rau thối. À không. Rau dại rừng. Cành của đặc. Ừ. Ô, quên, không đi rửa tay rồi. Cá sống mà không. Ôi, cá chín đâu. À mừng đêm trước các bác nhá. Nhảy à này. Nhảy này. Rồi. Cái con nhảy này. Đang còn sống thì bốc vào mọi người. Nhảy này. Không ăn bao nhiêu con không bốc vào đi. Hả? Thôi. Nhảy kinh thế. Ăn bao nhiêu con không bốc vào thôi, đừng bốc vào đi. Ừ trời ơi, nhảy kinh thế. Đúng đặc sản. Đặc sản rừng núi. Ngon chế. Đừng có mày nữa mà, để anh làm miếng nữa. Ừ, anh lại không cá nó chết hết kìa. Úi dồi. Mặn ghê thế nhỉ. Này. Không kèm rau à? Ăn rau rồi đó. Không kèm rau à? Úi dồi. Nào. Thế nào? Ngon không? Hay là có pịa pịa quá? Làm con nữa. Con nữa. Úi đang nhảy này, lấy con đang nhảy này ông ơi. Con đang nhảy này, nhiều nước này. Không ăn kèm rau mà mấy thằng nhảy này các bác. Ủa, nhảy à? Đúng cá suối nhảy có khác quá ạ. Không phải cá ao nhảy nên là khỏe lắm.
Được, được, cầm phê đi, cầm phê. Phê các bác ạ. Hảo, hảo, hảo. Được à, ngon lắm à. Ăn tên nó xuống. Thế nữa thằng em thử với mọi người nhá. Hảo à, thử con nhỏ. Thằng em ở vùng trên này nhưng mà nó bảo chưa bao giờ đưa ăn cá nhảy cả. Hôm nay thì mấy anh em mình lên tắm suối thì bắt cá với làm ăn luôn. Ăn à, con to chưa? Ăn à, con to. Ngon không? Ngon. Ngon càng trượt hơn. Ăn nhiều rau quá nên là không cảm nhận được cái mùi cá, mùi vị của cá. Mình nếm một miếng nhá. Xem à, mừng với thằng em ăn mà thèm quá. Đây. Cá nhảy các bạn. Cá này bỏ vào đây là chết luôn này mọi người này. Nhìn cái nước nó cay quá hay sao ấy. Mình thử nếm một miếng rồi. Đây. Ui, cá suối nhảy các bạn. Để anh đại bạc luôn. Ngon đâu? Ngọt lắm. Ngọt thì bỏ đi, ăn mới ăn mình. Ngon các bạn. Chả biết sao thơm ạ. Đang phê lắm, bốc cá vào đây. Ui, 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 ràn nước rồi. Này. Này tách tách các bác này. Ui ôi, bắn vào mặt này. Ai cái cá? Cái vào mắt à? Cái con nòng nọc này thì bỏ các bác nhá. Thì làm món nòng nọc nhảy luôn. Con gì này? Ui, con nhảy này. Đấy, cho nó nhảy chán đi các bác. Rồi anh em mình mới làm. Ai ăn nóng cả người ấy không? Ăn đây em ơi. Nóng nóng rồi. Làm một con to nhất nhá. Đây. À. Ngon. Hiểu. Cá chín mới được à? Ngon các bác. Này cái đầu nó cứng quá. À. Cái cái. Tuyệt vời các bạn. Biết cay bao nhiêu độ không? Ngon. Đây có cái, mấy ông anh đi tắm suối các bạn. Cái thác ở trên này. Một cái vùng tắm ở dưới kia mọi người ạ. Có ông anh này đi ngang qua đây thì mời qua ăn món cá nhảy luôn. Bốc cái con đang sống vào mà ăn anh ơi. Anh bốc mấy con sống này đang nhảy này, anh tách này. Đây này, mấy con sống này. Vâng nhé. Vâng. Anh em vừa qua nước muối hết chết rồi. Anh bốc nhiều vào, vứt vào đấy. Đấy, con nhảy đang tách đấy. Ăn nồng nọc rồi. Nồng nọc nhảy được, anh ăn được nồng nọc nhảy là hay. Nhưng mà anh ăn được là người đầu tiên Việt Nam ăn nồng nọc nhảy đấy. Cay. Cay lắm anh ạ. Ngon. Ngon à. Có khi cái món này là hợp khẩu vị với ông anh này. Cay. Ăn đi em. Làm miếng nữa. Chiến đi, chiến đi. Bốc cá vào đi. Cá nó còn đây mọi người. Cá sống rồi này. Bốc cá sống rồi. Cá sống còn ngon nhá. Cá sống rồi đó. Con nhảy ngay con nào ăn con đấy. Tưởng không ngon các bác ạ. Ngon ngon không tưởng. Nhưng mà bắt hay chứ. Em bắt ở dưới này anh. Đây này. Là mình thả mồi các bác này. Ui, cá này Huy. Đấy, một con vào đấy. Nào nọc nữa. Đấy anh nóng nọc ngày này các bác. Mình cười nhỉ. Kiếm cá nhảy. Nóng nọc ngày. Chắc là chưa có ai ăn nóng nọc ngày bao giờ đâu. Bác là người đầu tiên đấy. Nóng nọc ngày luôn kìa. Phê không anh? Gì đấy? Rượu cái đấy, rượu đấy anh ạ. Rượu vang. Tu luôn à? Vâng. Tu luôn, rượu của em tu thôi. Cái này ăn nãy giờ mà còn hết được mọi người này. Ngon hơn cả cái chín. Đấy. Hết quả hoa chuối rồi còn. Hết quả hoa chuối nhiều lắm anh. Đây các bạn. Ui. Có hết máy quay rồi mọi người ạ. Đẩy ghê quá. Bắt ăn luôn. Đang nhảy bắt ăn luôn. Ăn vậy thì nó sốt. Cho mày hết nhảy luôn. Nước sốt. Làm cái này hay đấy nhỉ. Ngọt. Cay. Thơm. Để thế này mang mấy lít bia vô. Không biết không hợp đâu anh ạ. Uống rượu.
Giờ đây này. Ngon mọi người ạ. Có phê. Hết nồi rồi. Ui, cay quá mọi người. Cái món cá nhảy này vừa cay vừa phê. Nói chung là chất lượng. Nói chung là hôm nay phê, phê với cá nhảy mọi người ạ. Vẫn đang còn này. Nhưng mà anh em mình ăn không hết được mọi người ạ. Ngon. Bây giờ thì xin phép anh em được kết thúc video ở đây thôi. Nếu mà thấy hay, thấy cái món này độc đáo thì các bác ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người. Anh em mình đi tắm giải nhiệt đây. Xin chào các bạn ạ.